Chào các bạn, hôm nay cuối tuần ha, mình tiếp tục lên mã nho thân gỗ để mình giao lưu với các bạn ha. Thì trước mắt mình cũng lựa ra một số mã các bạn, mà mấy mã này mình không có đánh theo thứ tự nha các bạn, tại vì cái lô trước còn một số cây mã khách chưa chốt á, cho nên mình không có đánh theo thứ tự ha. Rồi bắt đầu mình vô cây thứ nhất nha các bạn. Cây thứ nhất là lô 12 vụ, lô 1,2 triệu của mình ha các bạn. 1,2 triệu mình mới sang ra cái bầu đen ha các bạn. Mã 8B ha. Thì anh em cứ theo dõi mã nào thì có thể comment hoặc là nhắn tin với mình cái mã đó để mình chụp hình gửi lại cho các bạn xem ha. À, đang có trái nè. Lô 1,2 triệu này thì nó ra trái nhiều đợt lắm các bạn nè, đùm trái ha. Về các bạn lặt lá bớt nha các bạn. Về các bạn lặt lá ở giữa thân này bớt cho nó chống để nó chiếu ánh nắng vô ha, nó mới ra bông nhiều. Ra một đùm trái luôn nè các bạn. 12 vụ ha các bạn, trái đỏ ha. À, tháng nào nó cũng có một vụ trái hết. Đây. Cây này đang ra bông cũng nhiều lắm nè. Cây này cũng có bồ đế luôn nha các bạn. Đó, mình lựa ra một số cây có bồ đế cho các bạn ha. Đây, quay xa cho các bạn xem cái dáng cây ha. Cái dáng cây này cũng khá là ok nè. Tàn cũng đều nè các bạn. Cây rất là tươi tốt luôn. Cây nó cao tầm 1m7 ha. Qua đầu mình luôn. Qua đầu luôn nè. Tuốt trên đọt luôn ha. 1m7 ha các bạn. Cao 1m7. Tàn khá ok luôn. Nguyên bệ đế luôn nè. Cây cực kỳ đẹp luôn. Tám b 1,2 triệu bao ship, tặng kèm quà tặng đó là cây ổi nha các bạn. Cái lô này thì mình tặng cây ổi nha. Đây cây ổi, đây cây ổi này ở Nhật nha các bạn. Ở Nhật nè, nó có cái bông nè, với lại cái ổi này là nó nhanh bông đó các bạn, thấy nó nhỏ gì chứ nó trồng cái là nhanh trái nhanh bông ha, nhanh trái nhanh bông và trái ăn cực kỳ ngon luôn, chua chua ngọt giống như cái ổi xẻ của mình vậy. Rồi tiếp tục là cây mã 4B nha các bạn. Mã 4B, cây này là mã 4B là 12 vụ dáng lùn ha, dáng lùn lực bonsai đó. Anh em nào chơi bonsai thì lựa mấy dáng này ha, dáng bonsai nha. Thì dáng bonsai này mình là số lượng hết rồi các bạn. Hồi lúc mình có về một lô rất là nhiều, nhưng mà anh em mua cũng gần hết rồi. Thì còn số lượng rất ít nha các bạn. Đang ra trái xanh nè. Hổng gà nó bị thiên địch rất là nhiều các bạn, cho nên nó ít trái ha. Nó bị mấy con đó nó chích, nó mới ra trái sang xanh là nó chích à. Với lại nó cũng mới vừa qua đợt trái của nó, nên trái nó ít ha. Cây này rô này già cây rồi. Đó, dán bonsai nha các bạn, quay xa cho các bạn xem dán ha. Nè. Anh em nào trồng ban công hay là sân thượng gì đó cần dán lùn thì về trồng những cái loại này ha. Với lại các bạn lên chậu thì nhìn nó sẽ đẹp hơn các bạn, tại vì trong bầu vải thì mình nhìn thấy gì đó, chứ sang chậu là nhìn đẹp lắm. Cây này cũng khá là tốt rồi, lá xanh mượt rồi. Cái lô này là lô 1,1 triệu bao ship nha các bạn. 1,1 triệu bao ship, lô già cây nha. Đó, nhưng mà dán bonsai dán đẹp nhỏ ha. Tặng kèm và tặng luôn các bạn, 1,1 triệu tặng kèm và tặng, 12 vụ nha. Tiếp tục là cái lô mã 6A. Đây cái cây này là 6A. Hiện tại đang ra trái cực kỳ nhiều. Đó về các bạn chăm tốt á, nó đầy đủ chất dinh dưỡng là nó sẽ ra trái giống vậy các bạn. Cây này thì nó ra cái đợt trái nó muộn nè, cho nên nó vẫn còn đợt trái trên cây. Chứ còn mấy cây khác là nó đã qua đợt của nó rồi. Nó qua đợt của nó rồi. Cây này là lô 1,000,000 nha các bạn. Cây này lô 1,000,000 bao ship. Cây này các bạn coi vậy chứ nó non hơn cái cây này rất là nhiều ha. Đó, thân của cây này nó cũng to hơn, nhưng mà cây này nó độ già tuổi nó rất là dài. Còn này là độ tuổi của nó thì non hơn cái này, nhưng mà nó vẫn ra trái nha các bạn. Nó vẫn có đã tính tuổi ra trái rồi, chứ không phải là nó non là nó không có ra trái nha các bạn. Nè nó cũng ra trái rất là nhiều đợt rồi đó. Trái cực kỳ ha, nhánh nào cũng ra trái hết. Cây này thì cái chiều cao của nó là cao 1m1 độ, là 1m1 trở lên nha các bạn. 1m1 trở lên, nó cao 1m1 trở lên. Nó cao hơn cái cây cái mã bên đây một chút. Rồi dáng của nó nè các bạn. Dáng nó cũng ok ha. Lên hai nhánh. Mã 6A ha, 6A. 1,000,000 nha các bạn, 1,000,000 bao ship, 12 vụ.
Tiếp tục là cây mã 13B. 13B cũng là lô 1 triệu luôn nha các bạn. Cũng là lô 1 triệu bao ship luôn. Cây này thì nó có một cái thớt thăng lên và chia làm 3 nhánh. Thì hai nhánh bự và một nhánh nhỏ ha các bạn. Nếu mà cái nhánh này bự nữa là nó đều nó đẹp. Thớt thăng lên nè, đó, thớt thăng lên có khoảng chừng có 4-5 cm nè. Khá là ok nè. Mã 13B nha, cũng đang ra trái nha. Đang ra trái và bông li ti. Đây, trái xanh. Bông với trái bự ha. Cái này mới qua đợt ha, nó cũng cùng lô với cây cái bên đó. Nè, coi dáng của nó nè. Nó chiều cao thì nó cũng xem nhau, nhưng cây bên đây thì cây 13B này thì nó cao hơn bên này một tí. Lôi ra đây cho các bạn xem ha. Đây, đó. Dáng cũng khá ok ha. Thường thường anh em cũng thích cái dáng mà một cốt đi lên 3 nhánh nè. Chụm như một cái hình bàn tay của mình vậy đó. Chụm đưa lên nha. Đó. Thì nó là có cái dáng đó đó nha các bạn. 13B, cây đang trái, 12 vụ, lô 1 triệu bao ship. Rồi, tiếp tục là cây lô to ha các bạn, là 10A nha, cây 10A. Lô 12 vụ, lô 1 triệu 2 bao ship. Các bạn thấy nó cao hơn cây này luôn. Đó, lô này cây này tàn khá là đẹp rồi. Cành nhánh tàn này cũng khá ok rồi. Lô 10A nha các bạn, cây này 10A nha, các bạn chú ý mã nha. Đây, cây này thì dáng cực kỳ ok rồi. Đó, dáng đẹp nha, có đế nha. Cây đang trái, đang bông nha các bạn, đang bông rất là nhiều nha. Nè, bông li ti nè, chết mẹ rụng trái rồi. Rụng trái nè, mấy cái đợt trước của nó nè các bạn, mấy đợt trước của nó rụng nè. Đó, nè, đợt trước của nó rụng nè. Ra rất là nhiều trái rồi mà nó rụng. Nãy mình mới đụng cái nó rớt luôn. Rồi. Đây, đây nó cũng có một đợt trái nè. Trên đây thì nó cũng còn một số đợt trái trước nó còn dính lại. Nè, cái này nó cũng héo luôn nè. Đó, đang ra đợt trái nè. Nói chung là cái lô này thì về các bạn yên tâm ra trái xuyên suốt ha. 12 vụ mà tháng nào cũng có một đợt trái. Hiện tại thì nó đang qua đợt đó thôi. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn mình vận chuyển về các bạn á, nó sẽ chậm trái tháng đầu ha các bạn. Tại vì do cây về mất sức á, cho nên nó phải dưỡng, nó phải tỉnh cây lại thì nó mới nuôi trái lại ha. Chứ mình nói các bạn là tháng nào cũng ra đợt trái, cái về các bạn trồng tháng đợt trái tháng trước, tháng sau cái nó không ra trái. Các bạn nói sao kỳ vậy, là do cái cây nó đang trong quá trình hồi phục các bạn. Cho nên các bạn cứ từ từ ha. Nó đã ra trái rồi thì tương lai nó sẽ ra trái lại nữa. Mà do cây nó chưa tỉnh, nó đi đường xa mà. Thì như con người mình thôi, con người mình đi xe mà đi xa thì mình cũng mất sức, mình cũng mệt mỏi. Mình phải dưỡng lại 1-2 ngày mình mới tỉnh. Thì cây nó cũng vậy, nhưng mà cây cái nó dưỡng thì hơi lâu hơn ha. Cái đế nè, có bộ đế nè này. Bộ đế gù lên ha. Nó thường thường những cây mà có bệ đế thì nó rất là ít các bạn, rất là hiếm ha. Cho nên cây nào mà có bệ đế thì nó hiếm. Cây này dán cây lên, vót thẳng lên cũng khá ok. Thót thăng thẳng nè. Thót thăng này tầm khoảng chừng là 10, 11, 12 cm đó các bạn. Cây chiều cao là cao khoảng chừng 1m7 ha các bạn. 1m7 tại nó cao ngang đầu mình. Thì mình là cao 1m7, nó cao ngang đầu mình. Hay đó, mình đứng kế bên thì qua đầu mình luôn các bạn, qua đầu một chút. Cây này tàn ok lắm, tàn đều lắm. Tàn đều go luôn. Với lại các bạn kết bạn với mình á, các bạn nói 10A thì mình sẽ chụp lại cây 10A. Thì chụp hình lại thì nó sẽ nhìn rõ hơn các bạn. Ở phía sau là mình soạn ra một số cây giống 12 vụ để mình chuẩn bị giao cho anh khách các bạn. Anh đặt tới 100 mấy cây lận. Thì cái loại cây giống này, nếu anh em không có điều kiện mua cây bự á, các bạn mua loại cây giống này thì trồng tầm khoảng chừng 3 năm hoặc 4 năm thì nó sẽ ra trái ha. 3 năm 4 năm sẽ ra trái. Còn những cái loại to này á, là nó tuổi đời nó cũng là trên 4 đến 5 năm rồi. Rồi, tiếp tục là cây mã 3A nha các bạn, 3A. Cây mã 3A là cây 12 vụ luôn nha. Thì mấy mã đầu thì 12 vụ nhiều các bạn. Từ từ phía sau là có lô tứ quý sinh viên ha. Đây, cái này cũng đang ra trái nè. Đó. Đang ra bông nè ha.
Đó. Mình quay kỹ với bông với trái cho các bạn xem ha, để các bạn biết là cái cây đó đã ra được bông được trái rồi, cho nên các bạn yên tâm ha. Rồi, với lại không phải là tháng nào nó cũng ra trái nhiều hết các bạn, có nghĩa là tùy tháng, dù tháng đó nó ra ít thì tháng sau nó ra nhiều vậy đó, tùy cái lúc ha. Rồi với lại còn cái chất dinh dưỡng thì các bạn phải bổ sung cho nó đủ chất dinh dưỡng thì nó mới đậu trái, nó mới nuôi trái nổi nha. Còn nếu anh em nào mà về, ví dụ như anh em đặt cây này đi, cây này lúc mình quay thì nó đang có bông có trái nè, nhưng mà về các bạn dưỡng một thời gian hoặc một hai tháng gì đó mà không thấy nó ra trái thì các bạn nên chú ý coi cái chất dinh dưỡng của nó, rồi các bạn có thể thay chất trồng mới cho nó vẫn được nha các bạn, thay chất trồng mới hoặc là thay chậu mới luôn, mình đổi chất trồng cho nó đó, mình cảm thấy là nó không phù hợp nữa thì mình sẽ đổi chất trồng cho nó, chứ mình cứ trồng như vậy hoài thì nó tiếp tục như vậy hoài, tại vì do nó đã không thích hợp với chất trồng đó hoặc là nó đang bị si cây ở chỗ phần nào đó thì các bạn phải thay đổi nó liền các bạn. Nè, đang ra bông nè. Với lại các bạn trồng chậu thì cách 1 năm rưỡi đến 2 năm thì các bạn phải thay chậu và sang chậu và nâng cái chậu rộng hơn tí cho nó ha. Thì như vậy thì nó sẽ nhanh, nó nhanh lớn hơn, giống như cái này ha. Cái này lúc trước là mình trồng cái chậu C10, C9 thì nó nâng lên từ từ, cái này là C16 nè. Đó, nâng lên từ từ, cách 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm gì đó, các bạn nâng lên từ từ ha. Và trong giai đoạn nâng các bạn cũng phải thêm chất trồng và thay đổi chất trồng mới cho nó luôn nha. Là kiểu mình thay đổi cho nó. Thoát thân này là lên khoảng chừng 10 đến 12 cm các bạn. Cây lên đưa làm nhiều nhánh nè. Đó, cây này dáng cũng ok các bạn. Cây này thì dáng nó hơi lùn một tí, nó tầm 1m1 hơn thôi. Ha, 12 vụ, lô này lô 1 triệu nha các bạn, lô 1 triệu bao ship. Kèm quà tặng là cây ổi nha các bạn. Cây ổi với một bịch thuốc luôn nha các bạn, một bịch thuốc dưỡng kali luôn. Đó, mình tặng cho bạn thêm một bịch thuốc dưỡng thì ví dụ nó nhú hoa giống như vậy thì các bạn sử dụng cái bịch thuốc dưỡng nó được á. Dưỡng để cho trái nó mập mạp, nó không bị thiên địch tấn công ha các bạn. Rồi dưỡng kali á, thì nó sẽ giúp cho cái trái mình ăn nó ngọt hơn. Tiếp tục là cây mã 14B ha. Bắt đầu mình vô cái hàng này á, là cái hàng tứ quý sinh viên nè, lô 600 nè. Hôm gà thì mình đăng lên cũng rất là nhiều cây, nhiều mã rồi, thì anh em cũng chốt rất là nhiều ha. Bây giờ mình lựa ra những cây nào đang trái nè, để mình lên mã tiếp nè. Đó, 1A ha. Loại này thì các anh em là chơi trái là được nha các bạn. Còn nếu mà chơi kiển, mà chơi lên chậu để chơi kiển đẹp á, thì cái loại này không có thích hợp đó các bạn. Tại vì cái thân của nó thẳng băng à, nó thẳng rất là cao nha, nó cao có thể là ngang đầu mình luôn đó. Nhưng mà mình hạo nó 1m4 ha, nó cao ngang đầu mình luôn đó, là có thể là 1m6, 1m7 luôn đó. Mà cây nó chỉ thẳng băng vậy nè. Các bạn về thảy ra vườn á, bạn chơi trái thì thảy ra vườn đắp mô lên rồi trồng nuôi trái thôi. Chứ còn làm cảnh kiển thì nó không có đẹp. Cây 14B ha, tứ quý nha, lô sinh viên 600k bao ship. Thì cái lô này, riêng cái lô này thì mình chỉ tặng các bạn một gói thuốc nha, chứ mình không có tặng hai món được. Lô to mình mới tặng hai món ha, lô này thì mình không có lời nhiều. Với lại mình bao ship này nọ nữa ha. Đây là một đùm trái của nó, là trái chín nè các bạn thấy không? Trái tứ quý á, nó chín nó màu tím đen nha các bạn ha. Thì mình nói là tím đen có nghĩa là nó vẫn có màu đỏ đỏ, mà đỏ đỏ đã đỏ sậm hơn cây 12 vụ ha. Còn cây 12 vụ thì đỏ quyết. 12 vụ đỏ quyết, tứ quý thì đỏ sậm hơn. Và cái trái nho thường á, nho hai mùa, rồi cái trái nho thường là nó đậm hơn nữa, nó đậm đen luôn, coi như nó là màu đen luôn rồi đó, nho thường á. Còn tứ quý thì nó còn hơi đỏ đỏ một tí. Cây này cao nè, có chớp tàn ở trên nha các bạn. Mã 14B. Tiếp tục là cây mã 18A. Mã 18A nha, cũng là lô tứ quý sinh viên 600k bao ship, tặng kèm một gói thuốc kali đang ở trái gốc luôn. Trên đây thì nó cũng có một đùm trái nè. Nói chung loại này cũng già cây nha các bạn, về thì nó cũng ra trái hoài đó. Nè, tím đen nè ha, đen nè, hơi đỏ đỏ nè ha, đỏ sậm. Cây này thì chiều cao của nó thì ngang ngửa nhau hết các bạn, chiều cao ngang ngửa nhau hết. Đây là có tàn nữa nè, các bạn có thể dưỡng tàn này lại ha. Cây này thì đang hoa, đang hoa trái xanh, hoa tút tút trên đây nè. Nói chung cái lô này các bạn chơi trái được, cái lô này cũng ra trái rất là nhiều. Nếu mà cây tốt thì nó sẽ dưỡng trái rất là nhiều ha. Cây 11B nha các bạn, nghe cây này 11B. Đây.
Rồi tiếp tục là cây mộc A nha các bạn. Mộc A này thì nó cũng là thứ quý luôn đó. Mộc A cũng đang ra bông ra trái nè. Trái nè. Trái này thì nó hơi bị sần da các bạn, nó hơi bị sần da nè. Đó cho nên các bạn sử dụng thuốc kali mình tặng á, xịt dưỡng cho nó ha, dưỡng cho nó để cái trái nó căng bóng ha. Trái này thì cũng chưa đạt lắm, to thì có to nhưng mà chưa đạt lắm. Trái đạt là nó căng bóng luôn. Đây trái xanh nè. Nè như cái này trái xanh nó căng bóng nè các bạn thấy không? Rồi nữa nó chín nó sẽ căng bóng ra luôn. Nó về là mới đạt ha các bạn. Đây là mã 1A, tiếp tục là cây 5A. Cái bên là cây 5A nha các bạn, 5A. Cũng là tứ quý lô sinh viên. Lô sinh viên thì mình mới về cũng rất là nhiều nha các bạn. Chủ yếu là mình lựa những cây nào đang ra trái sẵn trên cây để mình giao lưu thôi. Cho nên mình mỗi một lô hàng mình lên thì mình lựa chỉ vài cây thôi ha. Còn anh em muốn mua thêm thì anh em có kết bạn với mình để mình chụp thêm cho các bạn. Cây mã 5A. Rồi tiếp tục là cây mã 18B nha các bạn. 18B. 18B là lô 12 vụ nha các bạn. Lô 12 vụ. Lô này là lô lùng lực nha các bạn. Bonsai lùng lực đây. Thoát thân cực kỳ thấp, thoát thân như đây. Thoát thân tầm chừng 2 cm thôi. Đưa lên làm 3 4 nhánh vậy đó. Đó. Các bạn lên cái chậu cao cao á, chơi bonsai chơi kiển. Cái này là do nó thiếu chất chồng nè, cho nên trái nó hơi nhỏ anh tí ha các bạn. Các bạn về có thể sang qua một cái chậu lớn hơn. Đó, cái chậu lớn hơn à, chắc chồng của nó coi như nó ăn muốn gần hết rồi. Cái này mình chỉ có do mình bán á, cho nên mình không có thời gian mình lên chậu, cho nên mình chỉ có gãi cho nó NPK với phân lân đây, gãi cho nó thêm chất dinh dưỡng thêm để nó nuôi bông nuôi trái thôi, nhưng mà nó không có đủ để nó nuôi cho cái trái nó mập lên ha, không có đủ nè. Đấy, các bạn thấy trái li ti ha, đó nó cũng là do nó thiếu chất nó nuôi trái không nổi nè. Về các bạn có thể bón cho nó NPK, phân lân đen hoặc là phân đạm, phân cá gì đó, bạn bón thêm, thêm chất chồng mới cho nó thì nó sẽ có chất dinh dưỡng, nó ăn phần nó muốn hết rồi. Đó, cái này có chấu nữa nè, thì cái chất dinh dưỡng nó nhiều thì nó mới nuôi trái nổi nha các bạn. Cây này thì do cái dáng nó bonsai lùn cho nên nó cao tầm 1m1 đổ lại thôi, 1m1 đổ lại ha. Nó đẹp, cây này đẹp. Thì các bạn nghĩ rồi, nó trồng từ cái bầu này á, nó bầu này tới lớn luôn thì nó già cây, rất là già cây thì cái chất trồng này nó cũng muốn hết rồi. Tiếp tục là cây 3B nha các bạn. Cây này là 18B nha. Cây này là 3B nè, 3B. Cây này thì cũng là lô già cây nè, đó. Lô già cây. Nổi da luôn nè các bạn, nè, nổi da sần da nè. Ra nó đang lớn lên nữa. Cây này thì cũng đang ra trái nè. Cái này ra mấy đợt rồi, hổng là mình để trong kẹt á, nó ra cũng mấy đợt rồi, mình cũng tưới nước mình cũng để ý nó ra mấy đợt rồi, nhưng mà do đợt này mình mới lo ra mình quay nè. Ra mấy đợt trước thì nó ra ít, nó ra lê gai, đợt này thì mình thấy nó nhú bông rất là nhiều nè. Đó, trên đây nó cũng có nè, nếu quay kỹ thì rất là nhiều bông luôn á, trái trên đọt luôn, trên đó cũng có một trái trên đọt luôn. Rồi bên đây nhánh này nhánh nào cũng ra bông ha, quay kỹ cho bạn xem, ví dụ mấy bạn có ưng cái cây này á thì mấy bạn cũng yên tâm là nó cũng đã ra bông rất là nhiều rồi, nhiều đợt rồi nè. Thoát thân nè, thấp nè, đưa lên 3 nhánh, nhưng mà cái nhánh này thì nó bị tét rồi, đang dưỡng lại cây này ha, nó bị tét nó gãy mình cắt ngang luôn nè, mình bấm ngang cho các bạn nè. Đó, về các bạn có thể dưỡng cái nhánh này hoặc nhánh này ha, hoặc là cắt bỏ cái khúc này luôn cũng được. Cắt bỏ khúc này thì nó thoát thân lên tới đây để đưa làm 2 nhánh ha. Còn nếu mà bỏ dưỡng cái này thì thoát thân lên tới đây đưa làm 3 nhánh. Đó, cây mã 3B nha, 3B. Lôi ra cho các bạn xem. Cây này thì cá khá là cao nha, cao ngang đầu mình. Hơn đầu mình luôn, cao hơn đầu mình luôn. Cao hơn đầu luôn. Quay hướng vô này nó sáng các bạn, rồi quay hướng kia nó hơi tối. Thường thường thì mình quay 20 buổi chiều là tầm 2 giờ đến 3 giờ cho nên nó hơi bị tối.
Cây này là cây tiếp tục là cây 15B nha các bạn, 15B. Mã 15B là cây lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship. À cái cây nãy là cái cây 3B này là lô 1 triệu mốt luôn nha các bạn. 1 triệu mốt luôn nha. Cây này cũng 1 triệu mốt luôn. Cây này thì cũng đưa lên làm nhiều nhánh nha các bạn. Nào, một khó khăn đi lên nhiều nhánh, và cây này có đế nè, mình có moi đế lên cho các bạn xem. Nó có nguyên một cái bệ đế luôn. Ha, một bệ đế luôn ha, bành cây luôn. Đó. Nè, đưa lên làm 4 nhánh luôn các bạn, 4 nhánh luôn. Khó khăn đi lên nè. Tầm khoảng khó khăn đi lên tầm khoảng chừng là 10 12 cm ha, lên 12 cm. Đưa lên làm 4 nhánh luôn. Cây này thì cũng đang trái, đang bông rất là nhiều nè. 13 ở 15B. Nè. Đang bông, đang trái xanh á. Cái này nó mới qua đợt nè, cho nên cái đợt sau này nó sẽ ít lại. À, anh em nào thích một cốt đi lên nhiều nhánh thì chọn cây này ha. Cây này thì cái dáng nó cũng lùn các bạn. Cây này nó tầm 1m1 đổ lại thôi. Nhưng mà tàn nó đều. Tại vì nó đưa lên nhiều nhánh, tàn nó đều các bạn nè. Tàn đều. Rồi vô đây là có thêm một cái mã nữa nè các bạn. Đây là một cái mã tiếp theo. Là mã 2B. Mã 2B nha các bạn. 2B, lô 12 vụ, lô 1 triệu mốt bao ship. Cây một cốt đi lên đưa nhiều như đưa lên hai nhánh ha. Với một cái nhánh tẹt qua bên đây nè, đó là. Hót thân đi lên là tầm khoảng chừng 10 12 cm nha các bạn. Đó là mình hảo thoát thân thôi nha các bạn, chứ nó không có chính xác cái gì, các bạn có thể đo lại. Hảo hảo cho các bạn xem cái khoảng cách nó như vậy đó. Đây là bông của nó nè, nó ra cũng mấy đợt bông rồi. Hiện tại nó ra thêm một đợt nữa. Đang ra trái. 12 vụ trái đỏ. Quay xa cho bạn xem cái dáng nó nè ha. Nào, dáng. Cây này thì nó cao khoảng chừng 1m2 các bạn, 1m2 độ lại. Rồi. Tiếp tục là cây mã 5B các bạn. Đây 5B mình để trong đây. 5B thì nó cũng có bệ đế luôn các bạn. 5B có bệ đế luôn nè. Thoát thân cực kỳ cao luôn. Thoát thân này cao có thể là khoảng chừng tầm 30 cm hơn các bạn. 30 cm hơn. Mã 5B. Và cây thì nó đang ra trái. Ra trái ha. Cây này là một cốt đi lên đưa nhiều nhánh trên này, phân ra nhiều nhánh nè, tàn nó đều ha. Cây này chiều cao khá là cao. Cây này có thể cao tới 1m6, 1m7, cao qua đầu mình luôn á. Qua đầu mình luôn, 1m6, 1m7. Mã 5B. Rồi tổng cái lô này thì mình vô lưu với bạn một số mã gì các bạn. Các bạn thích mã nào thì có thể nhắn tin với mình là chọn mã đó để mình chụp hình gửi lại cho các bạn lựa ha. Rồi cái lô này thì mình tặng một cái ổi với một cái bịch thuốc kali. Chuyên cái lô sinh viên này, tứ quý sinh viên 600 này thì mình tặng một bịch thuốc thôi nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Thì theo thường lệ